thấy không khí trước trận Việt Nam và Philippines thật là náo nhiệt. Đây là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Kim Sasik. Tôi tin tưởng và dự đoán tỷ số sẽ là 2-0 cho đội tuyển Việt Nam. Mình thấy hôm nay không khí ở đây rất là sôi động và mọi người rất là nhiệt huyết đối với trận bóng đá. Việt Nam chiến thắng. Việt Nam vô địch. Việt Nam chiến thắng.